Xin chào quý vị và các bạn. Như clip hôm trước thì kênh Invest TV có giới thiệu đến quý vị các bạn P Network là cái dự án đầu tiên trên thế giới mà các bạn có thể khai thác được coin ở trên cái điện thoại di động của các bạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm cách nào để các bạn có thể khai thác được Pcoin? Thì hôm nay kênh Invest TV chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt cái app và cách khai thác Pi ở trên điện thoại. Thì đầu tiên thì các bạn có thể vào Google Play với các cái dòng điện thoại Android, hoặc là các bạn dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào App Store, các bạn tìm cái từ khóa Pi Network đấy, như ở đây này đó. Sau đó các bạn ấn vào mục cài đặt, sẽ tốn khoảng hơn 30 MB cho cái việc cài đặt cái app đầu Pi này. Các bạn ấn vào mục cài đặt, sau đó thì cái app đào Pi sẽ được download về để cài đặt ở trên điện thoại các bạn. Các bạn sẽ chờ một lúc khi mà app này tải về máy điện thoại các bạn, sau đó cài đặt. Thì khi mà cài đặt xong thì các bạn sẽ thấy cái nút mở nó sẽ được hiện ra, và các bạn ấn vào nút mở. Đó, thì đây là những cái bước đăng ký đầu tiên với những ai tạo lập tài khoản Pi Network lần đầu. Chỉ có hai cách thức để các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản ở trên app đào Pi, đó là các bạn sử dụng Facebook cá nhân của các bạn, hoặc là các bạn có thể sử dụng số điện thoại các bạn đang dùng. Thì mình khuyến cáo các bạn nên sử dụng số điện thoại, bởi vì thực tế ra bây giờ số điện thoại của chúng ta đang dùng đã được đăng ký chính chủ. Do đó mình khuyến cáo cách dùng số điện thoại để nếu trong trường hợp có trục trặc gì với các tài khoản đào Pi của các bạn ấy, thì các bạn có thể khôi phục cái tài khoản đào Pi của các bạn bằng cái số điện thoại này. Cách thức khôi phục như nào thì mình sẽ có video hướng dẫn sau. Ok, sau khi các bạn ấn vào mục đăng ký với số điện thoại thì ở đây sẽ hiện ra một cái bảng để các bạn lựa chọn quốc gia mình đang sinh sống, Việt Nam. Sau đó số điện thoại các bạn sẽ đánh ở phía dưới. Các bạn có thể bỏ số 0 ở phần đầu của số điện thoại các bạn đi nhé, bởi vì mình đã có cái mã quốc gia rồi, dương 84. Sau khi nhập xong số điện thoại các bạn ấn Go. Rồi, đây sẽ có một cái màn hình có logo của dự án Pi Network hiển thị ra. Và tiếp theo một cái thông báo nữa hiển thị là các bạn sẽ nhập cái... các bạn sẽ đặt một cái mật khẩu cho cái app đào Pi các bạn. Đấy, các bạn nhập hai lần, lần thứ nhất và lần thứ hai để xác nhận lại. Sau khi nhập xong thì các bạn ấn gửi. Lưu ý là cái việc đặt mật khẩu cho app đào Pi các bạn sẽ phải tuân thủ theo cái quy định của người ta. 8 ký tự trở lên này, có ít nhất một chữ số, chữ hoa và một chữ thường. Đó, theo đúng cú pháp cấu trúc như thế. Rồi, đến một cái bước quan trọng nữa, đó là việc đặt tên của tài khoản của các bạn. Các bạn lưu ý cái dự án Pi Network là một cái dự án đề cao cái sự trung thực, do đó rất khó để các bạn có thể lập những cái tài khoản ảo để có thể tích lũy được thêm nhiều Pi. Do đó mình khuyến cáo các bạn sẽ phải đăng ký chuẩn với một cái app đào Pi duy nhất mà thôi. Ở đây thì là cái mục đặt tên cho cái tài khoản đào Pi của các bạn. Ví dụ, mình lấy ví dụ nhé, bạn tên là Nguyễn Văn Toàn Anh, thì trong cái cấu trúc mà các bạn khai báo với cái app đào thì cái phần tên của bạn này sẽ là cả tên và phần lót trong cái đầy họ tên đầy đủ của các bạn. Đây mình sẽ điền là Văn Toàn Anh, còn họ của bạn thì chỉ điền mỗi họ mà thôi. Đó, một cái cách cho nó dễ nhớ, họ chỉ điền mỗi họ, còn tên là tất cả các phần còn lại trong cái tên của bạn. Sau đó thêm nữa một cái phần quan trọng này, tên người dùng của bạn. Ở đây người ta có nói là đây sẽ là mã mời của bạn để giới thiệu với người khác. Cái này cũng khá là quan trọng. Cái này thì các bạn có thể đặt theo một cái ngẫu hứng, theo cái phong cách cá nhân của các bạn. Để làm gì? Để các bạn gửi cái mã này, cái tên này đến người khác để họ nhập vào đăng ký đào Pi, thì bạn sẽ được hưởng cái phần thưởng là tăng tốc độ đào. Đó, cái này thì các bạn có thể đặt theo cái phong cách cá nhân của bạn tùy, nhưng mà mình khuyến cáo làm ngắn và dễ nhớ thôi, đừng làm dài, nó cũng khi nhập và nó cũng mệt lắm. Ok, khi mà các bạn làm xong các cái bước này, các bạn sẽ chuyển sang một cái bước tiếp theo. Đấy, họ sẽ có thêm một cái bước có thể có hoặc có thể không với lần đầu các bạn đăng ký, là các bạn sẽ phải xác nhận những cái hình ảnh này để cho họ biết mình không phải là robot. Đó, họ làm gọi là nhập captcha. Đây, thêm một bước khá là quan trọng nữa, đó là một cái cửa sổ thông báo một cái câu hỏi là ai là người mời bạn. Ở đây thì sẽ có hai option, một là bạn có thể nhập cái mã mời, nếu mà ủng hộ kênh Invest TV chúng mình có thể nhập cái mã mời Hoàng Minh tháng 88 này. Thì khi các bạn nhập
cái mã mời này thì các bạn sẽ vào một cái nhóm đào cùng với lại chúng mình. Thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn trong các cái quá trình các bạn tham gia dự án đào Pi Network qua một cái kênh chat đấy. Còn nếu không các bạn không thích nhập thì các bạn có thể nhấn vào là no one invited me thì cũng được, nó cũng vẫn sẽ cho bạn tham gia vào dự án Pi Network. Nhưng nếu trong trường hợp bạn nhập mã mời thì bạn sẽ được thưởng 1 Pi. Và khi mà bạn được thưởng 1 Pi đấy, thì khi mà bạn đến cái giai đoạn là xác minh danh tính với cái app đào Pi thì các bạn sẽ có cái 1 Pi để trả cho dự án. Như thế thì nó sẽ đỡ thiệt hơn cho các bạn. Đó, cái việc này thì là do các bạn tự quyết định nhá. Nếu mà các bạn ủng hộ kênh chúng mình thì hãy nhập Hoàng Minh Thắng 88 như thế này. Sau khi mà bạn nhập xong thì bạn ấn gửi. Đấy, đây, nhập xong ấn gửi đây. Đấy, sẽ có một cái vòng tròn quay quay. Rồi, như vậy là gần như là bạn đã đăng ký xong những cái thủ tục ban đầu với lại cái dự án Pi Network. Và bạn đã vào một cái giao diện chính của cái app đào Pi. Thì ở đây sẽ có một cái hướng dẫn nhỏ nhỏ, rất là tổng quan cho bạn thấy được cái app đào Pi nó gồm có những cái gì. Đây là một cái lời giới thiệu ban đầu khi bạn tham gia dự án. Chào mừng đến với Pi, một loại tiền mã hóa mới mà bạn có thể khai thác đào được với ứng dụng này. Thì các bạn đã ấn nút bắt đầu ở đây này, thì họ sẽ dẫn bạn qua từng các cái tab vụ một. Ví dụ cái con số này là gì, cái cửa sổ chat này là gì, cái biểu tượng hai người này là gì, cái biểu tượng tia sét là gì, vân vân và vân vân. Bạn ấn bắt đầu thì họ sẽ hướng dẫn các bạn. Đây, bắt đầu với việc tia sét này. Cái biểu tượng tia sét này nó ở màu trắng thì chứng tỏ bạn đang chưa khai thác Pi. Đấy, nó ở phía dưới này, không Pi trên giờ đang thể hiện cái tốc độ đào của các bạn. Đó, khi ở đây họ cũng có một cái mũi tên hướng dẫn là ấn vào đây để đào. Đấy, thì khi mà các bạn tích của cái tia sét này, nó chuyển từ màu trắng sang màu xanh thì có nghĩa, đồng nghĩa với việc là bạn đã bắt đầu khai thác Pi. Đó, đây này họ có hướng dẫn này, nhấn vào tia sét xác nhận quyền khai thác bằng cách chứng thực bạn là một người thật. Thì cái này cứ sau 24 tiếng bạn sẽ phải vào ấn một lần. Đấy, sau 24 tiếng thì nó sẽ chuyển từ tia sét màu xanh sang tia sét màu trắng. Màu trắng là không khai thác, màu xanh là đang khai thác. Đó, sau 24 tiếng bạn vào kích một lần như thế. Đây, đấy, khi mà mình ấn vào thì nó sẽ chuyển sang màu xanh và cái tốc độ cơ sở hiện nay đang là 0,02 Pi trên giờ. Ở đây có một thông báo là bạn đang khai thác Pi với tốc độ 0,02 Pi trên giờ, hãy quay lại sau 24 giờ để tiếp tục khai thác. Đó, các bạn tiếp tục ấn vào cái nút xem tổng quan này để họ sẽ hướng dẫn tiếp. Ở đây, đây là cái con số Pi bạn tích lũy được trong cái quá trình khai thác. Bạn khai thác được bao nhiêu Pi một ngày thì nó sẽ hiển thị trên đây. Nó có số 1 này, số phẩy này, các cái con số thập phân phía sau. Ở đây là con số biểu tượng Pi. Bạn càng tích lũy được nhiều thì cái con số này nó sẽ càng nhiều lên. Đó, ở đây họ cũng nói là số dư Pi của bạn. Đây là số dư Pi của bạn, là tổng số Pi bạn khai thác được cho đến hiện nay. Rồi các bạn ấn tiếp theo để được hướng dẫn tiếp. Đây là cái cửa sổ chat. Như mình nói lúc trước, khi mà bạn nhập cái mã mời Hoàng Minh Thắng 88 thì bạn sẽ vào một trong một cái nhóm chat do mình làm chủ cái phòng chat đấy. Và những gì bạn thắc mắc về cái dự án Pi Network, bạn có thể vào đây bạn hỏi mình. Đó, các bạn ấn tiếp theo để xem họ sẽ hướng dẫn gì. Đây, cái khu vực này, toàn bộ cái khu vực này đó là gì? Là cái kênh trò chuyện Pi trên màn hình chính thức. Khi mà dự án có những cái thông báo mới, có những cái sự kiện mới, có những cái cập nhật mới thì họ sẽ đưa ra những cái thông báo ở đây. Đây là như ở đây là Pi Core Team này, welcome to Pi bla bla, nghĩa là lời chào mừng của dự án khi mà bạn đã bắt đầu đăng ký đào Pi ở đây. Rồi kìa, như các bạn nhá. Các bạn ấn tiếp theo để xem là họ sẽ có cái thông tin gì. Ở đây khi mà cái tia sét này màu xanh rồi, bạn ấn vào một lần nữa thì bạn sẽ ra một cái bảng. Ở cái bảng này thì bạn sẽ biết được rằng là cái tốc độ đào Pi của bạn sẽ được tính như thế nào. Nó có những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến tốc độ đào Pi và sẽ được cải thiện tăng tốc độ đào Pi như thế nào. Các bạn ấn vào đây nó sẽ hiển thị ra. Đấy. Và đến một cái bước cuối cùng nữa là vai trò của bạn trong Pi Network. Đấy, hiện nay vai trò của bạn là Pi Network. Với dự án Pi Network thì bạn có thể có trở thành rất nhiều những cái vai trò khác nhau, ví dụ như là người khai thác, người tiên phong, chạy nốt Pi vân. Thì cái này mình sẽ có một cái buổi chia sẻ chi tiết hơn để gửi đến quý vị các bạn đây. Các bạn ấn vào cái xem vai trò này có nhiều này, người tiên phong. Người tiên phong là người chỉ đào thôi. Cộng tác viên thì có thể là bạn sẽ phải mất, cái này thì bạn sẽ phải
chờ 3 phiên khai thác thì bạn mới có thể mở được cái mở khóa của cộng tác viên. Giống như kiểu là bạn mời gọi thêm người khác vào tham gia dự án, rồi bạn ép thêm những người khác vào một cái gọi là vòng tròn bảo mật. Cái vòng tròn bảo mật mình cũng sẽ nói sau với các bạn. Vai trò là đại sứ này, đại sứ là khi bạn cũng đi lan tỏa cái dự án PI này đến nhiều người khác, mọi người tham gia dự án PI dưới mã mời của các bạn thì bạn lúc đấy được tính là đại sứ của dự án. Nút mạng, cái này là PI nốt, cái này thì nó hơi thiên nhiều về kỹ thuật chạy nốt trên mạng blockchain, thì cái này mình cũng sẽ có một clip khác nói các bạn chi tiết hơn. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua các bạn những cái tập quán nhất về cái việc cài đặt app đảo và khai thác PI như thế nào. Đó, đây, khi mà các bạn kích vào cái tia sét màu xanh này thì các bạn sẽ ra được một cái bảng để các bạn biết được rằng là cái tốc độ khai thác của các bạn sẽ có những cái yếu tố gì ảnh hưởng đến cái tốc độ khai thác. Cái số tốc độ tổng này là 0.0248 pi trên giờ này thì sẽ là sẽ được tính tổng từ 3 cái con số khác nhau, là trọng số của 3 các con số khác nhau. Đây là tốc độ cơ sở này, booster này, reward này. Tốc độ cơ sở là cái tốc độ mà dự án mặc định cho bất kỳ người nào đào PI vào thì họ sẽ có cái tốc độ này. Booster là cái mà bạn có thể can thiệp được bằng cách là bạn tham gia dự án PI Network với nhiều các cái vai trò khác nhau. Ví dụ như là bạn thiết lập vòng tròn bảo mật, các bạn cam kết khóa cái đồng PI mà các bạn khai thác được trong bao nhiêu lâu mới sử dụng được ấy, thì họ sẽ thưởng với bạn cái phần trăm để các bạn nâng cái con số, cái trọng số này lên để làm gì? Để tăng tốc độ đảo. Còn cái phần thưởng này là gì? Phần thưởng này thì nó chính là cái việc mà các bạn có thể chạy nốt, các bạn sử dụng trình duyệt PI. Những cái đấy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn phía sau. Với những bạn nào mới đảo thì có thể nó sẽ còn mới mẻ, nhưng các bạn sẽ đi qua từng clip một của kênh InvestTV chúng mình thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn và sẽ có cái nhìn nó dễ dàng hơn. Đấy, đây này, ví dụ phần thưởng này, các bạn là người khai thác thì các bạn đã được một cái trọng số là 1. Các bạn mời thêm được những cái người thân bạn bè của mình thì mỗi một người thân các bạn mời họ tham gia được đào PI thì các bạn lấy cái con số đấy nhân với 0.25 thì ra được cái trọng số referral team. Cái utility user bonus này là cái mà khi bạn sử dụng trình duyệt PI, cái này mình sẽ nói sau, thì bạn cũng sẽ được thưởng vào cái phòng trọng số này. Nốt bonus là việc các bạn chạy nốt PI cũng được thưởng. Tổng hợp của tất cả những cái này thì các bạn ra cái con số reward là 1.25 đây. Đấy, nó sẽ tổng, nó sẽ dồn hết vào trên này và nhân 3 con số này lại thì các bạn ra được cái tốc độ đào của các bạn để có thể khai thác được PI trên app đào. Đó, như vậy là mình đã giới thiệu xong cái cách cài đặt cái app đào PI cũng như là những cái tổng quan nhất của một cái màn hình trên app đào PI. Trong clip sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn từng phần một, ví dụ như là cách cài đặt ví, cách xác minh, cách sửa tên, vân vân. Thì các bạn có thể follow kênh InvestTV chúng mình để có thể nhận được những thông tin cập nhật mới nhất từ dự án PI Network cũng như là những cái hướng dẫn cơ bản từ dễ cho đến khó với dự án PI Network để các bạn có thể tích lũy được thêm nhiều PI nhất có thể các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh InvestTV.